tỉnh dậy trong ngôi nhà tan hoang và một người đàn ông giao pizza trong bồn tắm. Trời ơi, mình đã học được bài học rồi. Ba cô gái trẻ sẽ phải làm gì? Trên đời này có hai loại đàn ông, loại đáng sợ và loại èo là. Họ luôn nhìn hao hao cơ thể chúng ta. Họ không bao giờ có thể thấy hết vẻ đẹp nội tâm hay bản chất thật sự của chúng ta. Pizza đây. Tôi giao pizza theo đơn hàng của cô Nina. Ibu Nina. Anh ta chết rồi. Chết cứng rồi. Cậu đã giết anh ta sao? Cách duy nhất để cứu mình và người đàn ông lạ mặt là nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Tai họa từ trên trời rơi xuống đẩy họ vào hoàn cảnh trớ trêu. John, liệu họ có làm được hay không? Cùng đón xem bộ phim Người giao pizza trên kênh Red by HBO.